Xin chào quý vị các bạn, chào mừng quý vị các bạn quay trở lại kênh của Shop Bá Hùng Audio, một kênh chuyên test và tư vấn phối ghép và các thiết bị âm thanh nghe nhạc từ bình dân tới cao cấp. Trước mắt chúng ta là chiếc ly Lacman 570 ZS. Cái series 570 của Lacman thì nó quá thành công, chạy Class A là một trong những cái series rất là thành công của hãng, được đông đảo rồi chơi audio đón nhận. Lacman 570 chạy Class A có chất âm cực kỳ ngọt ngào và mềm mại. Cái series này có 3 phiên bản: 570, 570 XS và 570 ZS. Thì trước mắt chúng ta là chiếc 570 ZS đời cao cấp nhất và cuối cùng của cái series 570. Cái đời này thì được cải tiến về mên mạch cũng như là linh kiện, cho nên là chất âm cũng được nâng tầm lên thêm hơn so với những đời trước. Chất lượng mềm mại, ngọt ngào, rất là trầm lắng. Và tuy nhiên dòng này thiên về chơi những dòng nhạc trọng, nhạc trữ tình. Những anh em nào mà muốn chơi nhạc mạnh, nhạc bốc thì nên cân nhắc lựa chọn một âm ly khác. Hôm nay em dành clip này để quay và test gửi tới một bác khách ở Bình Phước. Xin mời bác hãy cùng em test chiếc ly này và xem qua hình thức của chiếc ly 570 ZF này. Phải nói là những đời 570 của Lacman thì chất âm rất là ngọt ngào. Cái model 570 ZF này nó rất là hiếm. Bản thân như bọn em bán thì cũng rất hiếm khi gặp được những chiếc âm ly 570 ZF như thế này. Bây giờ em sẽ tiến lại gần hơn để chúng ta có thể xem kỹ mặt mũi cũng như là hình thức của chiếc âm ly này. Ba lăng. Chiếc ly này tuy không có chỉnh bát chép nhưng bù lại nó lại có cái mạch tone compression, tức là để vẫn chúng ta vẫn có thể chỉnh được giải trầm và giải cao như là chỉnh bát chép, nhưng khi chỉnh qua tone thì nó sẽ cân bằng hơn và nó không qua nhiều các cái chiết áp, giúp cho chất lượng âm thanh được sạch sẽ hơn là chỉnh với các đốm bát chép bình thường. Bên sẽ tăng thử giải cao lên để chúng ta cùng đây là tăng giải trầm này. Bạn sang bên phải là tăng giải cao. Tại chiếc ly 570 ZS thì Shop Bá Hùng Audio đang bán với giá là 30 triệu đồng. Ở mức giá này rất hợp lý so với lại thời điểm hiện tại, đúng không ạ? Kể cả từ năm ngoái năm kia thì chiếc ly 570 ZS này phải trên 30 triệu. Tới thời điểm hiện tại thì shop em nhập được rất hợp lý. Tính anh em 30 triệu thôi. Mức giá này thì rất là hợp lý rồi. Mặt mũi đẹp, quá đẹp luôn. Hai bên hồi cũng rất đẹp. Vỏ gỗ. Và xin phép quay mặt đằng sau. Cái jack kết nối cũng được hãng mạ vàng. Đây là một chiếc ly đẹp hoàn hảo. Những anh em nào chơi JBL hay Tannoy mà bắt bạn đường kính bát to, cần đánh âm ly có độ ngọt ngào thì đây là một cái lựa chọn rất là hoàn hảo. Anh em nên cân nhắc nhé, JBL, Tannoy, bát to, độ nhạy cao, thì đây là một cái sự phối ghép quá là tuyệt vời luôn. Xin cảm ơn anh em.